Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một phần nhỏ trong khoa học chuyên sâu nhớ 3500 chữ Hán qua câu chuyện vài ngày. Sau đây xin mời các bạn cùng xem phần từ mới trong bài. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu từ chú. Như các bạn cũng biết, người lính thời Lào cũng vậy, họ thường mặc áo rất khác so với người bình thường. Hình ảnh các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh chiếc áo của người lính thời xưa. Sau đây xin mời các bạn cùng xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh thể chữ viết. Vì đây là áo nên cổ nhân dùng bộ y để biểu thị. Nhưng về đây là áo của người lính nên có nhiều sự khác biệt so với áo của người bình thường. Sau đây chúng ta cùng đi vào phân tích sự khác biệt đó. Đầu tiên, cổ nhân dùng ký hiệu như các bạn đang nhìn thấy để biểu thị cho phần cổ áo. Tiếp đến, cổ nhân dùng hai bộ nhân để biểu thị cho số lượng người lính mặc áo có ký hiệu đặc biệt này rất nhiều. Tiếp đến, cổ nhân dùng chữ thập để biểu thị cho phần dưới biến thể của bộ y. Hợp lại tất cả với nhau ta được từ chú. Từ này đầu tiên có nghĩa là chỉ quần áo của binh sĩ, nhưng sau này nó được dùng để chỉ binh, lính. Ngày nay chúng ta dùng từ như sĩ, chú, có nghĩa là binh lính, binh sĩ, hay từ xiểu, chú, có nghĩa là tiểu tốt, lính quèn, đều dùng từ này. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu từ xuệ. Như các bạn cũng biết, thời xưa chiến tranh có những trận chiến diễn ra trong thành. Những trận chiến này thường diễn ra rất khốc liệt. Bên thủ thành ở bên trên thường dùng rất nhiều loại vũ khí như bản gỗ đóng đinh, đá và rất nhiều thứ khác để giết chết quân địch ở dưới thành, khiến cho quân địch thịt nát xương tan. Sau đây xin mời các bạn cùng xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên, cổ nhân dùng bộ thạch để biểu thị cho đá cũng như vật rắn khác mà quân ở bên trên thành ném xuống quân địch. Tiếp đến, cổ nhân dùng từ tốt mà các bạn vào bên trên để biểu thị cho binh lính ở dưới thành. Hợp lại tất cả với nhau ta được từ xuệ, có nghĩa là vỡ, đập vụn. Ngày nay chúng ta dùng từ như phẩn xuệ, có nghĩa là vỡ tan, hay từ phẩn sân xuệ củ, có nghĩa là tan xương nát thịt, đều dùng từ này. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu từ xuệ. Tiếp diễn câu chuyện ở bên trên, sau khi bại trận trở về, người lính thấy trong lòng rất buồn và đau khổ, thế là anh ta đành uống một trận rượu thật say để quên đi hết sự đời. Sau đây xin mời các bạn cùng xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên, cổ nhân dùng bộ dậu để biểu thị cho bình rượu. Tiếp đến, cổ nhân dùng từ tốt mà các bạn vừa học ở bên trên để biểu thị cho người lính. Hợp lại tất cả với nhau ta được từ chuẩy, có nghĩa là say, say rượu. Ngày nay chúng ta dùng từ như hơ chuẩy lở, có nghĩa là uống say rồi, hay từ chiều chuẩy, có nghĩa là say, say xưa, đều dùng từ này. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu từ chuẩy. Tiếp diễn câu chuyện ở bên trên, sau khi uống rượu say tỉnh lại, người lính thấy tinh thần hoảng hốt ngẩn ngơ, mặt mũi tiểu tụy hốc hác. Ngoài ra, anh ta thấy tinh thần âu sầu lo âu. Sau đây xin mời các bạn cùng xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên, cổ nhân dùng bộ tâm để biểu thị cho sự âu sầu lo âu. Tiếp đến, cổ nhân dùng từ tốt mà các bạn vào bên trên để biểu thị cho người lính. Hợp lại tất cả với nhau ta được từ chuệ, có nghĩa là tiểu tụy hốc hác. Ngày nay chúng ta dùng từ như chéo chuệ, có nghĩa là tiểu tụy hốc hác, dùng từ này. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu từ chuệ. Tiếp diễn câu chuyện ở bên trên, sau khi người lính thấy trong người mệt mỏi, thế là anh ta đi khám bệnh. Sau khi khám mới phát hiện ra mình bị mệt mỏi quá độ. Sau đây xin mời các bạn cùng xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên, cổ nhân dùng bộ nạch để biểu thị cho bệnh tật. Tiếp đến, cổ nhân dùng từ tốt mà các bạn vào bên trên để biểu thị cho người lính. Hợp lại tất cả với nhau ta được từ chuệ. Từ này có nghĩa là mệt nhọc quá độ, hết sức. Ngày nay chúng ta dùng từ như xin lỵ treo chuệ, có nghĩa là nhọc lòng tốn sức, dùng từ này. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu từ chuệ. Tiếp diễn câu chuyện ở bên trên, sau khi khỏi bệnh, người lính liền tập hợp những người lính còn sống sót đứng lên báo thù cho đồng đội của mình. Những người lính còn lại, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng sức chiến đấu của họ rất ngoan cường. Như những cây cỏ, dù thời tiết hay điều kiện sống khắc nghiệt, nhưng nó vẫn có thể mọc rất tươi tốt. Sau đây, xin mời các bạn cùng xem cách cổ nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên, cổ nhân dùng bộ thảo biểu thị cho sức chiến đấu của người lính, cũng giống như cây cỏ rất ngoan cường. Tiếp đến, cổ nhân dùng từ tốt mà các bạn vừa học bên trên để biểu thị cho người lính. Hợp lại tất cả với nhau ta được từ chơi, có nghĩa là tụ tập, tụ họp. Ngày nay chúng ta dùng từ như hội chuệ, có nghĩa là hội tụ, hay từ chu
lệ bá chuệ, có nghĩa là xuất chúng, nổi bật, đều dùng từ này. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu từ chuệ. Tiếp riêng câu chuyện ở bên. Video bạn đang xem là một phần nhỏ trong khóa học chuyên sâu gồm 800 video. Để xem được video hoàn chỉnh, cũng như xem toàn bộ chuỗi video, bạn có thể lên YouTube tìm kiếm từ khóa. Giới thiệu khóa học nhớ 3.500 chữ Hán qua câu chuyện và hình ảnh. Ở đây mình có chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Hoặc liên hệ với mình qua Facebook Phạm Văn Hải. Ngoài ra, bạn cũng có thể để lại bình luận ở dưới video này, mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học đặc biệt này.